Anthony vừa hoàn tất việc gia nhập Man United. Hãy cùng nghe những chia sẻ của tuyển thủ người Brazil sau khi chính thức trở thành người của Quỷ Đỏ. Hãy cùng đến với kết quả của trận đấu nảy lửa giữa Leicester và Manchester United diễn ra rạng sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức chuyển nhượng là những thông tin sốt dẻo sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, Man United đã đút túi 3 điểm sau chuyến làm khách trước Leicester để tiếp tục nối dài mạch trận thắng lợi lên con số 3. Bước vào trận đấu, hai đội lập tức đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Và từ một tình huống phản công chớp nhoáng ở phút 23, Marcus Rashford thực hiện đường dọn cỗ tinh tế để Jadon Sancho đẩy bóng vào thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống. Sau bàn khai thông thế bế tắc, Leicester và Quỷ Đỏ vẫn chơi rất cởi mở, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Danny Ward và đặc biệt là David De Gea đã khiến chân sút hai bên nản lòng trong suốt phần còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất. Thế trận trên sân không có quá nhiều sự thay đổi khi hai bên liên tục đưa ra những cú dứt điểm, nhưng không có cầu thủ nào có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Chung cuộc, nửa đỏ thành Manchester giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước bảy cáo. Theo những thông tin từ trang chủ Man United, trung vệ Lisandro Martinez đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Quỷ Đỏ sau hai màn trình diễn điểm 10 trước Liverpool và Southampton. Tuyển thủ người Argentina sở hữu lối đá máu lửa và luôn vào sân với quyết tâm cao nhất. Mặc dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn cho một trung vệ, nhưng theo số liệu từ Premier League, Martinez có tỷ lệ giành chiến thắng trong những tình huống không chiến lên đến 83%, cao hơn cả những hậu vệ cao kêu như Kalidou Koulibaly 75%, William Saliba 57%, Joe Gomez 56% và Ruben Dias 36%. Được biết, Martinez đã giành chiến thắng thuyết phục ở hạng mục này với 84% tỷ lệ bỏ phiếu. Chelsea và Barcelona đã thành công trong thương vụ đổi chéo cầu thủ. Cụ thể, tiền đạo Aubameyang sẽ cập bến Chelsea và Marcos Alonso sẽ ra đi theo chiều ngược lại. Ngoài hậu vệ người Tây Ban Nha, The Blues sẽ phải trả thêm 14 triệu euro cho câu lạc bộ xứ Catalan. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết tuyển thủ người Gabon sẽ sớm bay đến London để kiểm tra y tế. Sau đó, Aubameyang sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm đi kèm tùy chọn gia hạn thêm. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, Alonso cũng sẽ tham gia vào các buổi khám sức khỏe để hoàn tất giao kèo 3 năm với Blaugrana. Vào buổi tối ngày hôm qua, Chelsea đã mượn thành công tiền vệ Denis Zakaria từ Juventus. Tuyển thủ người Thụy Sĩ sẽ chơi cho đội chủ sân Stamford Bridge theo một bản hợp đồng cho mượn. Zakaria đã hoàn thành buổi kiểm tra y tế và The Blues sắp đưa ra thông báo chính thức cho thương vụ này. Được biết, giao kèo này có điều khoản tùy chọn mua đất trị giá 30 triệu bảng và Chelsea sẽ trả toàn bộ tiền lương của chân truyền 25 tuổi trong thời hạn cho mượn. Ngay sau đó, hai câu lạc bộ đã hoàn tất thương vụ và Zakaria cũng đặt bút ký vào bản hợp đồng sẽ trở thành người của Chelsea. Hậu vệ Hector Bellerin sắp cập bến Barcelona. Tất cả các điều khoản đã được các bên liên quan thảo luận xong. Cựu sao Arsenal sẽ chơi cho Barca đến hết năm nay. Đáng chú ý, giao kèo này không đi kèm điều khoản gia hạn thêm. Hiện Blaugrana đã lên lịch kiểm tra y tế và họ đang chuẩn bị hoàn tất những thủ tục giấy tờ cuối cùng để có thể đầu quân cho đội chủ sân Emirates. Bellerin được cho là đã giảm một khoản lương lớn. Một cầu thủ khác cũng ra đi dưới dạng cho mượn là tiền vệ Arthur Melo của Juventus. Theo đó, tiền vệ người Brazil sẽ chơi cho Liverpool đến hết mùa giải năm nay và giao kèo này không có điều khoản mua đất. Arthur đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và ký hợp đồng với tư cách là tân binh mới của The Kop. Chân truyền sinh năm 1996 cũng đã có buổi nói chuyện riêng với huấn luyện viên Jurgen Klopp và dự kiến câu lạc bộ sẽ sớm đưa ra thông báo về thương vụ này. Trong buổi lễ trao giải của giải Hà Lan Award mới đây, tiền đạo Sebastian được vinh danh ở hạng mục vua phá lưới giải vô địch quốc gia Hà Lan ở mùa giải trước đó với thành tích 21 bàn sau 31 lần ra sân. Trong buổi lễ, cựu sao West Ham bật khóc khi nhận giải. Nói đi thì cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Sebastian Haller xuất hiện trước công chúng sau một tháng điều trị căn bệnh ung thư tinh hoàn ác tính. Hôm 27 tháng 8, cầu thủ sinh năm 94 xuất hiện ở trung tâm huấn luyện của đội với đầu chọc và bộ dạng trông tiều tụy, khác hẳn với diện mạo một tháng trước. AMC cho biết tiền đạo người bờ biển Nga đang được điều trị hóa chất để chữa khối u ở tinh hoàn. Quá trình diễn ra khắc nghiệt và chưa biết khi nào chân sút 28 tuổi có thể trở lại thi đấu. Haller chơi ấn tượng trong màu áo của Ajax ở mùa 2021-2022. Ở phiên chợ hè năm nay, tiền đạo này được Borussia Dortmund chiêu mộ theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau đó, Haller được phát hiện có khối u ở tinh hoàn. Câu lạc bộ vùng Ruhr hy vọng ngôi sao này vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao nếu quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ. Đội chủ sân Signal Iduna Park
phải chiêu mộ tiền đạo Anthony Modest. Đây được coi là bản hợp đồng làm phương án thay thế cho Haller. Man United ra thông báo họ đã chiêu mộ thành công thủ thành Martin Dubravka dưới dạng cho mượn. Người gác đền 33 tuổi sẽ chơi cho Quỷ Đỏ đến hết mùa giải năm nay và anh có thể được mua đất với giá 5 triệu euro. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Sergio Des đã chính thức gia nhập AC Milan dưới dạng cho mượn từ Barcelona với điều khoản tùy chọn mua đất trị giá 20 triệu euro. Hai chuyên gia Richard Keys và Graeme Souness cho rằng Arsenal đã ăn mừng thái quá sau chiến thắng trước câu lạc bộ Fulham vào cuối tuần trước. Đương nhiên với những cầu thủ có cá tính mạnh như Granit Xhaka sẽ ngay lập tức phản pháo lại ý kiến này. Ngay ở buổi phỏng vấn sau chiến thắng trước Aston Villa, tuyển thủ người Thụy Sĩ cho biết mọi người đều dành sự tôn trọng cho tất cả các câu lạc bộ và vài người nói rằng chúng tôi không thể ăn mừng như vậy trước Fulham vì đó là hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng. Nhưng bạn cũng đã thấy họ ăn mừng khi giành chiến thắng trước Brighton vào thứ ba. Vì vậy hãy ghi nhớ chiến thắng đó và tôn trọng họ. Nếu bạn không ăn mừng, họ sẽ hỏi tại sao bạn không làm vậy. Còn ngược lại, khi bạn ăn mừng, họ sẽ phải có lý do vì sao lại làm điều ấy. Trong cuộc sống bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đây là công việc của chúng tôi và đó là những gì mà chúng tôi muốn làm. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, chẳng tội gì mà toàn đội lại không ăn mừng và điều đó chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến bất kỳ ai. Man United đã chính thức công bố tân binh Anthony, tuyển thủ người Brazil gia nhập Quỷ Đỏ với mức giá 100 triệu euro và anh sẽ chơi cho đội chủ sân Old Trafford theo bản hợp đồng đến năm 2027. Sau khi đặt bút ký vào hợp đồng chính thức trở thành người của Man United, Anthony đã tiết lộ hoàn cảnh khó khăn thời thơ ấu và ước mơ cập bến sân Old Trafford của mình. Tài năng trẻ sinh năm 2000 chia sẻ: "Tôi đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời, vì vậy được gia nhập Man United sẽ là thử thách thực sự đối với tôi. Trong quá khứ mọi thứ đều không dễ dàng. Tôi thường xuyên bị đói và đương nhiên một đôi giày đá bóng ở thời điểm đó là rất xa xỉ. Tôi cũng thường xuyên cùng cha xách nước ra khỏi nhà lúc 3 giờ hoặc 4 giờ sáng vì bị ngập. Nhưng sau tất cả, tôi đã vượt qua mọi chuyện với một nụ cười và chắc chắn rằng với những gì đã trải qua, tôi nghĩ mình xứng đáng hái được những trái ngọt. Tôi rất vinh dự vì được ở đây. Thậm chí bố mẹ đã khóc khi biết tôi sắp chuyển đến thi đấu cho Man United. Mẹ tôi luôn gọi điện mỗi ngày. Bố tôi cũng nhắn cho tôi và chị gái cũng vậy. Họ đều hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, tôi đã đến Man United hay chưa. Có vẻ họ còn lo lắng hơn tôi ấy chứ. Khi tôi xác nhận việc mình sẽ cập bến sân Old Trafford, họ đã khóc rất nhiều. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Vì vậy mỗi khi chúng tôi đạt được bất cứ điều gì, tôi đều cảm ơn Chúa vì ghi nhớ những gì chúng tôi đã trải qua. Chỉ có tôi và gia đình mới biết điều đó, những thời khắc khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt." Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bản Tin Sáng trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.